lấy tim của bố bông hết à? Cho con gì đi? Con? Con gì con để trứng ở kia ấy? Chứ con gì để trứng không? Tiêu? Ở đây mà. Hai quả rồi mi anh à? Để được hai quả. Đây này. Hả? Nhiều hơn nữa. Con được thì bố. Bố nắng lắm rồi đi nhanh. Thôi, ta ở đây. Có cả giấy này. Chả ai để ở đây rồi. Chả ai để ở đây à? Mẹ đâu? Bố mẹ đâu? Con hỏi thế nào? Con biết gì kể con đi. Con hỏi em bé đi. Em bé ở đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Nam Nam ăn. Thầy Tư, bố đi vào sao họ lại để ở đây? Nãy anh bố xem giấy nó cái gì? À, nó bảo là không nuôi được. Thế giờ là sao? Tự nhiên. Ba để đâu? Ôi, ông người này viết thiếu cũng xấu thật. Đó. Trời. Nó bảo mong ai nhận được nó thì nuôi tốt. Nắng quá, nắng rồi. Chị Hải à? Chị Hải. Mời nhận ai?
coi bữa. Không có nhâm đâu. Nó đói mà. Sứa có nhiều sứa ở đây không? Không có quá rồi. Cái này có miệng, cũng phải mạng. Thế à? Cái này nào? Cần như lại nhâm. Nhâm đó. Mọi người cho cô nhâm này á. Nhưng mà cả hát tao như vậy. Thôi đi cái xin mà ta. Ôi. Yêu thế. Mấy bộ quần áo đây. Yêu thế. Có mỗi hai cái. Ba cái. Bây giờ lấy đâu? Đi đâu? Cái này để con em bé. Có cần gì đấy? Đấy chưa? Cho nó uống sữa thế nào? Có sữa đây cho nó uống thế nào? Có biết mút không? Thử thế nào? Bóc mút được rồi. Từ từ thôi nhá, để khẩu khẩu. Em ơi! Đây. Đi đâu về đi nhỉ? Đâu ở đây nhá. Uống hết sữa đâu? Có đúng một hộp sữa này à? Tí đi mua sữa cho ạ. Thank you.
anh cho lên đấy. Của ai đấy? Đi
đun nước xong ra mình đưa nước sôi lại lấy bát cho con này. Thì là con chứ. Thì để đây. Thì lấy đi. Anh để ngoan đấy nhỉ. Anh để không khóc. Ừ. Mà anh để không khóc. Ừ. Rồi em để không khóc rồi nhỉ. Khóc bằng giống như con. Ừ. Con nói không? Con nói à? Nhưng mà con nát rồi. Con nát rồi. Đó. Em bé đẹp trai thế. Sao em bé đẹp trai thế? Xem nào, trên tay của em bé. Yêu không? Con yêu em bé không? Ừ, em bé đã yêu lắm nha. Tại em bé to hơn tay của con rồi. Đói lắm chưa? Con của ai á? Hả? Con là biết là con là con biết nha. Biết là tên Đạt nhưng mà con của ai á? Bố của nó tên gì con? Không biết đâu nhỉ? Không biết ai để ở đấy nhỉ? Thì cho em bé ăn cháo đó nhá. Ăn cháo xong đó nhá. A people they do you. Bây giờ nước sôi rồi đấy. Thank you.
con này nhá. Cháu rơi ở trên núi. Lao đi con. Này con làm cháu rơi vào chân đấy. Mẹ mẹ khi nào mẹ để em bé là như thế này nhá, bố bỏ cho con xong là mẹ bón em bé nhá. Xong là con theo bố nhiều hơn nhá. Mẹ trông em bé nhá. Khi nào bố mẹ đi làm, con gọi bố mẹ làm điện thoại. Mẹ ơi, em bé để giao con ơi. Nhá. Bố mẹ về nhá. Con nào? Kia này hơi to một tí. Mình đi ngồi về tí. Có để gần một tí có khác nhá. Bye bye thế nào? Bye bye nào? Đúng. Mam mam như thế nào? Em ơi, em. Dạ, em mam mam. Mam. Yêu. Làm gì ấy? Cái chân này. Chân em làm gì ấy? Chân muốn tập ấy. Mam mam, mam mam. Em ơi, em mam mam. Con ăn no chưa? No rồi. Con no đấy. Mẹ con cho bố ăn. Cho bố ăn nữa. Ừ. Mẹ con muốn con ăn. Con không ăn được hết à? Mẹ con muốn ăn quá nên sao con phải được. Con ăn nè. Con ăn, ăn, ăn. Em bé bảo không ăn nữa. Em bé bảo không ăn nữa. Thích ăn sữa. Mẹ con lấy sữa chân. Em bé uống nhá. Em bé không uống đâu. Em bé vừa ăn cháo xong mà. Oh.
sao con được về anh ở đâu cái đầu đó. Đắp chăn ngủ đi. Con đi làm thế nào, con không có cắn con đâu. Hả mẹ anh?